Xin chào anh em, bạn bè đồng nghiệp, mình xin phép được trình bày một cái tình huống mà mình cấy ôn on file, hay nói chung là nguyên lý ôn on for đấy. Và đây là một bệnh nhân nam 67 tuổi, đến vì lý do là cái nó đang có cái cầu răng sứ gầm trên là nó có tình trạng lung lay, khám thì thấy là còn răng 13, 11, 21, 22, nhưng mà thực tế thì ba cái chỉ còn cái 13 là cái trục sứ nó bong ra khỏi cái chân răng, cái cùi răng, còn lại ba cái răng còn lại là nó lung lay theo cái cầu răng. Thế thì sẽ nhổ cái này đi trước khi đưa kế hoạch. Và chụp CT con bim thì sau khi chụp CT con bim thì có cái kết quả chụp như thế này. Cái xương thì nó rất là, cái thể tích xương nó rất là thiếu, nhưng mà cái xoang nằm trên nó rất to, thể tích xoang nó rất là lớn, có cái răng 26 còn có thể có cái đường mô mềm lỗ thủng của xương, có thể là gì nó được bị kín bởi mô mềm thôi, răng 26. Thế và ở đây thì có mọi cái trường hợp mà mất răng hàm trên như thế này thì có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là nâng xoang ghép xương và chờ đợi 6 đến 9 tháng thì mới có thể hoàn thành cái phục hình ở trên này, trên cái hàm trên này. Lựa chọn thứ hai là cấy theo cái nguyên tắc cấu tạo on 4, có thể là on 5, on 6. Thì cái trường hợp này thì mình chỉ tìm được khoảng 5 cái vị trí để đặt cái implant để mà có thể phục hình tức thì. Thì mình cũng lấy dấu scan và đưa cái chồng hình cái file scan lên trên cái file xương xử lý như này. Và trên cái file scan đấy thì mình cũng kịp lấy dấu trước khi nhổ răng thì mình tái tạo và copy lại cái tình trạng khớp cắn. Ở đây thì đây là cái răng mình đã cắt nó dính với cả cái máng, nên là cái thực tế là cái răng mà nó đi theo với cái cả cái cầu hàm trên trước khi nhổ răng, đó là cái răng phần màu trắng này, và đã lấy dấu. Và trên cái hàm thịt cao này thì mình cũng tái cấu trúc lại một cái phục hình giống như là cái kích thước hình thể chiều cao phục hình của cái cầu răng cũ, để tái tạo lại một cái phục hình giống hệt như là thật của bệnh nhân. Đây là cái bản scan sau nhổ răng, tức là với cái một răng implant đơn thuần thì chỉ ở cái trường hợp này chỉ chồng hình được bằng thông qua mỗi cái răng 13 này, mình không chụp kỹ thuật đua scan nên là mình chỉ chồng hình thông qua một cái răng này. Tất nhiên là phải bằng vài cái kỹ thuật khác để mà chồng hình sao cho nó đúng. Rồi, và mình đặt 5 implant ở 5 cái vị trí mà tối ưu nhất cho mình, chọn cái giải pháp Onon 4 nhưng mà cấy 5 implant tối, để đặt 5 implant này để cho tối ưu nhất cho cái vị trí của implant ở trong xương. Ví dụ như vị trí răng 16 mà nó nằm chách như này, nó tránh cái xoang nằm trên đi. Vị trí răng 13 thì nó nằm vào cái vị trí mà sẽ nhổ ra 13. Vị trí răng 11 nó nằm trong implant, nó nằm sát nền mũi, và phía dưới này thì nó nằm tính từ màu xương ổ răng. Đó, thì đây là hướng của 5 cái implant. Chúng ta nhìn thấy mẫu được cái mũi một cái rất to. Ở đây là cái vị trí răng 22 mình đặt vào cái implant, tính từ cái đáy hố nhỏ đến cái nền mũi. Và bên này thì cái vị trí răng implant 26 nó cũng nằm check để nó tránh cái vách trước của xoang đi. Và đương nhiên là như thế này chúng ta sẽ phải dùng multi ornament rồi, một hệ thống ornament mà nó làm thay đổi cái hướng cấy của implant trong cái phục hình tương lai. Đây là vị trí implant. Và từ cái vị trí implant đấy thì mình xây dựng cái máng dẫn phẫu thuật sao cho nó vừa tối ưu các cái vị trí cấy ở trong xương hàm, vừa tối ưu cho cái vị trí nâng đỡ phục hình. Đây là 5 cái implant nó nằm trong cái, nó vừa nằm trong xương của nó, vừa có cái lỗ nó xuyên qua cái phục hình, tái tạo lại cái phục hình đã có của bệnh nhân, tái tạo hình thể phục hình đã có của bệnh nhân. Và đây là cái máng dẫn phẫu thuật ở giai đoạn 1, tức là mình đặt các cái lỗ khoan như này, đặt các cái trục như này với các cái lỗ khoan này, và mình đặt các cái lỗ dẫn nước để mà tưới nước vào cái phẫu trường để hạ loại bỏ cái nhược điểm của cái máng dẫn phẫu thuật là nó không được tưới nước đầy đủ so với cả cái freehand. Thế thì cái kết quả cuối cùng là chúng ta có cái máng dẫn phẫu thuật, nó có cái đầu tiên là với cái lỗ khoan mũi khoan như này, và sau đấy thì mình xây dựng cái máng dẫn phẫu thuật mà nó có các cái lỗ dẫn nước như này, như là các cái video mà lúc trước anh em đã thấy là có cái lỗ để dẫn nước vào như này, xong vào cái xương đi thì chúng ta thấy là cái máng dẫn phẫu thuật này nó đã tối ưu cho vị trí của implant trong xương hàm, cũng như là tối ưu cho việc lắp phục hình, nâng đỡ phục hình bằng mantia bắt mình. Thế nhưng mà ở đây thì sẽ còn một cái ý tưởng nữa mà mình muốn kết hợp rút ngắn giai đoạn. Ở đây là bệnh nhân muốn phục hình luôn ngay sau khi cấy implant xong, tức là implant một lần hẹn. Thế thì mình sẽ phải làm cái công tác chuẩn bị cả phục hình từ trước khi cấy implant. Thế cái công tác chuẩn bị nó làm như nào, mình đã tìm hiểu và mình thấy là cái implant, cái máng dẫn phẫu thuật ấy, thì có thể in 3D và cái phục hình cũng thể in 3D. Chính vì vậy mà mình thiết kế bản 3D máng dẫn phẫu thuật và phục hình trong một cái bản in luôn, và mình đã gửi cho lab và các bạn ấy dựa trên cái kích thước này thì các bạn ở lab các bạn ấy đã sửa cái phục hình
để sửa cái phục hình đấy và đầu chồng hình, tức là nó sẽ cùng nó hai mục đích, một là cái máng dẫn phẫu thuật này sẽ dẫn mũi khoan luôn, và sau đấy thì mình sẽ cắt cái máng dẫn phẫu thuật này ra để cái phần còn lại là cái phần thân răng. Thì cái máng dẫn phẫu thuật của mình nó như này, máng dẫn phẫu thuật mà được làm cùng chức năng với cả hàm phục hình, mình in bằng nhựa phục hình, nhựa phục hình tạm, tức là nhựa PMMA để mà dẫn hướng cho cái mũi khoan. Đấy, chúng ta thấy có 5 lỗ ở chỗ này thì mình sót mất cái đường dẫn nước, ở chỗ này thì mình đặt cái ống dẫn nước vào đây, các lỗ dẫn nước vào đây. Đấy, và sau khi mà mình thấy implant xong ấy, mình đặt implant on 5 xong ấy, thì mình sẽ cắt bỏ cái gầm hàm theo cái đường các bạn để sẵn cái lỗ này ở cái bản in 3D của nhựa phục hình tạm, đúng là in 3D nhựa phục hình tạm. Mình sẽ cắt bỏ cái gầm hàm này và mình cắt bỏ các cái viền hàm này, và mình đục cái lỗ này rộng ra, đục cái lỗ cấy này rộng ra để cho cái manti abutment nó chui qua được. Với manti abutment nó chui qua được thì mình sẽ đưa cái phần mà có thân răng phục hình này đi qua các lỗ phục hình để nó nhô cái manti abutment ra, và mình bơm composite hoặc là mình cho nhựa tự cứng vào các cái khoảng hở giữa cái cylinder của manti abutment với cả cái đường kính của cái lỗ mình đục ra đây, và mình cho bệnh nhân cắn khớp lại để cho bệnh nhân cho cái nhựa tự cứng của composite nó cứng. Thì sau đấy thì mình sẽ mài bớt các cái nhựa dư đi, khi nhựa cứng thì mình sẽ mài bớt các nhựa dư, đương nhiên là mình sẽ mài bớt cái cục hình cố hình vuông đi rồi, và thế là bệnh nhân đã có một cái cục hình cố định trên cái implant với manti abutment vừa được cấy đó. Thì đây là cái video này nó có một cái hay là nó về mặt ý tưởng, và tí nữa mình sẽ triển khai trên lâm sàng là cái máng dẫn phẫu thuật hai chức năng. Chức năng thứ nhất là dẫn hướng mũi khoan để khoan cấy implant, và chức năng thứ hai là một bản phục hình tạm luôn để cho bệnh nhân dùng ngay khi ngồi dậy khỏi ghế răng, là bệnh nhân đã có phục hình như phục hình cũ ở bên này, và đây là 5-4 cái răng thêm ở bên cung một này. Thế thì sau đây là mình sẽ chuyển sang cái phần video lâm sàng để mà chúng ta thấy một cái ca can thiệp trọn vẹn cho cái tận lúc lắp phục hình. Còn đương nhiên là 3-4-5 tháng nữa thì mình sẽ tháo cái phục hình tạm này ra và mình thay vào một cái phục hình tương lai. Các cái máng dẫn phẫu thuật mà mình đã in để mà chuẩn bị cho cái việc mà đặt implant on 4 cho chú. Cái máng này là cái máng mà để thử khớp cắn. Nó là một cái máng dẫn phẫu thuật là mình cắt bớt một số cái thành phần đi, ví dụ nó không có đường dẫn mũi khoan, nhưng mà nó cùng từ một cái file gốc, cắt bớt các cái thành phần dẫn hướng đi, nó không có cái khối này để dẫn hướng. Và nếu mà dùng cái máng dẫn phẫu thuật để dẫn hướng thì nên cắn vào nó sẽ vướng mất cái cục dẫn hướng này, các cái trục dẫn hướng này, nên là nó sẽ không đạt cái mục tiêu của việc kiểm tra khớp cắn. Nên là ở đây thì mình sẽ phẳng như một cái phục hình tương lai để mà bệnh nhân chỉ cắn vào thôi để kiểm tra khớp cắn, nhưng mà cái dẫn hướng của cái máng này từ thiết kế mà đưa ra đến thực tế nó có phù hợp không, kiểm tra khớp cắn. Đây là cái máng in dư để đề phòng cái trường hợp mà máng nó gãy vỡ. Đây là một cái máng in dư, và đây là cái máng in ở lab với cái mục tiêu là máng này hai chức năng. Chức năng thứ nhất là dẫn hướng để cấy implant vào đúng cái vị trí xương lý tưởng. Cái mục tiêu thứ hai là khi mà cấy xong lắp manti abutment thì sẽ cắt bỏ cái vòng nhựa đi, vì cái nhựa PMMA là nhựa dùng cho răng nhân tạo, cắt bỏ vòng nhựa này đi và sửa các cái viền giờ nhựa ở đây đi để nó biến nó thành một cái cầu phục hình trên 4 cái manti abutment này. Mình tiên lượng trước rằng là cái răng 13 này sẽ là cái răng mà không nó kết nối với manti abutment được, sẽ đóng cover và vùi nó lại thôi, thì sẽ chỉ nối trên 4 cái manti abutment là 16, 11, 22 và 26 thôi. Thế còn đến lúc mà lắp phục hình vĩnh viễn thì sẽ nối với 5 manti abutment. Thế thì cái kế hoạch của cái trường hợp này là cấy tức thì bệnh nhân đến vào buổi tối ngày hôm qua, thì cả đêm là thiết kế cái máng dẫn phẫu thuật và sáng thì in, và ngày hôm nay thì là đồng thời việc là bệnh nhân bắt đầu uống thuốc từ sáng, thì ngày hôm nay thì là cấy, và đến lúc bệnh nhân ngồi của ghế thì kỳ vọng rằng là lắp hoàn thiện cái phục hình trên miệng bệnh nhân luôn. Bệnh nhân chỉ có cái tình trạng thiếu răng trong một ngày từ hôm qua đến hôm nay thôi. Chuẩn bị hút đi nha, hút vô dương ngoài đi nha. Đấy, thì ở đây chúng ta thấy cái tình trạng cái hàm trên là đã được nhấc cái cầu răng từ cái video lúc trước chú A to chứ cháu chú kháng sinh rồi. Ba cái chỗ nhổ răng 11, 21, 21, 22 này thì đã được câu bằng chỉ cắt vít rồi từ hôm qua, hôm nay nó đã lành thương rồi đấy. Đây là mình thử cái máng khớp cắn hay là cái hình thể của phục hình tương lai chú há giúp cháu xem nó có tiếp xúc vừa fit sát với mạc miệng không. Cái phục hình là một phần của cái thành phần của cái khớp cắn, chú Tuấn cắn nó giúp cháu ạ, cắn nó giúp cháu, chú há giúp cháu, chú cắn nó giúp cháu.
Đấy, kéo môi dưới em, kéo môi dưới, chú cứ cắn nhé, kệ cháu. Ông còn nhìn thấy cái chạm khớp giữa răng trên và răng dưới, chú hơi cúi mặt xuống giúp cháu. Đấy, đó. Thì chúng ta thấy là cái phục hình tương lai nó đi theo cái hình thể của khớp cắn này, nó tương đối ổn. Đưa đi lên để nhìn thấy, nhìn đối diện ấy, đen hơi. Phối hợp cùng ấy để nhìn thấy hai hai. Chúng ta thấy là cái khớp cắn như này này, chú nhai giúp cháu. Đấy, như này có một cái khớp cắn nó giống như là cái răng cầu răng sứ nhỏ hôm qua, nó tì khít sát với vào vòng miệng chú nhỉ. Và thì đều đấy, thế này nếu mà cái phục hình kia mà hôm nay nó xuống được 4 cái măng tì ơn mần thì cái phục hình cố định trên măng tì ơn mần nó cũng sẽ có cái hình thể như này. Rồi đây là cái máng, cái khai máng dẫn nữa rồi, tức là nó có đủ cả cái đường dẫn của mũi khoan rồi, tức là nếu mà cắn vào thì nó sẽ vướng, nhưng mà nó sẽ giống hệt hình thể rồi. Cần phục hình của cái răng vừa cho cái máng vừa nãy thử, chú há giúp cháu, há giúp cháu. Đó, bây giờ chúng ta thử cắn, chú cắn đi cháu, cắn đi cháu. Đấy, nếu chúng ta cắn thế này nó sẽ bị vướng cục dẫn hướng, chú cuốn vào giúp cháu. Đó, đúng rồi, nên là cái này không phải là cái để thử máng, nhưng mà cái hình thể phục hình tương lai chúng ta nó sẽ giống như này, chú há giúp cháu, giống như máng cũ. Rồi bây giờ thì sẽ theo đúng hướng này mà đặt im, tạo đường vào implant thôi. Mình cũng muốn cấy cái implant thứ nhất này để sau đấy mình dùng cái vít mình cố định cái máng thông qua cái implant này. Nào, cái này mình sẽ tháo máng ra mình đưa implant vào. Rồi chúng ta vừa cấy được cái implant ở vị trí 111. Và bây giờ cũng dùng một cái vít coping, dùng cái vít coping để đi vào cái implant này để cố định cái máng. Như vậy thì chúng ta đã có một cái trợ thủ cho cái việc mà vị trí 16 nó nhìn tốt nhất đấy nha, cửa hai to lắm con. Đấy, chúng ta tháo cái vít giữ cái phản ứng phẫu thuật nhờ vào cái implant đầu tiên ra. Bây giờ chúng ta tháo đường vào rồi. Đấy, chúng ta thấy cái implant này dùng implant rất dài, kích thước là 3.75 x 16. Mặt to, chắc phải đi thêm là chú há to nữa. Há to thì mà em nghiêng ở vị trí răng 26. Bây giờ mình dùng cái máng này thì nó có một cái vấn đề là cái máng này ở bác họ làm họ bịt cái lỗ chụp cái răng ba lại, nhưng mà vừa nãy nếu mà còn vướng răng ba này thì không đưa cái máng vào được. Bây giờ cái răng ba nó không còn nữa, khá to rồi cháu. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái này để mình cấy lên ở vị trí răng 13. Và sẽ có một cái hỗ trợ nữa là mình sẽ vẫn bắt vít cái máng này vào cái vị trí răng 11 thông qua vít coping này. Thông qua vít coping này thì lại cố định cái máng này vào đúng vị trí. Có xin một cái vít coping nữa đi. Hướng là 4 cái manti để nâng đỡ cái phục hình cố định tạm, cắt từ cái máng dưỡng phẫu thuật in bằng nhựa PMA ra. Rồi chú há giúp cháu, xoay này xoay một tí nhé. Các cái trục của cái manti vẫn còn đã được chỉnh thì cho nó song song với nhau. Rồi chú há giúp cháu, các bạn cái coping để lấy dấu cái lần manti. Ví dụ là trên 4 cái bán mật băng tư rồi, nó hơi cẩm định để nó nâng đỡ cái răng
cái phục hình nhựa PMMA, cái vũ trụ này còn cylinder. Đây chúng ta có cái máng hướng dẫn phẫu thuật vừa nãy đã được đục lỗ thôi, để nó nâng đỡ, nó đi vào bốn cái trụ cylinder này để nó kết nối bốn cái trụ cylinder này để thành cái phục hình tạm nhựa PMMA trên bốn dịp này. Một cái răng implant là tới vị trí 13 cái phải chờ đấy, phải đục thêm. Nghe thức nha, nha 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 thức tê rồi nha, lại nha đi rồi lấy nốt rồi chú lại. Chú cắn là chú cháu đó, chú cắn bên phải, cắn bên trái, cắn bên trái, hai bên trái, cắn đều hai bên. Đấy, chúng ta thấy từ một cái file thiết kế máng hướng dẫn phẫu thuật, chúng ta sẽ làm sao thành hai chức năng, một là chức năng máng hướng dẫn phẫu thuật, chức năng thứ hai là cắt gọn nó đi để đẩy lại cái phần này, thân răng và cái sống hàm, phục tỳ nó sống hàm để mà làm được cái phục hình tức thì luôn. Nằm trên cấy 5 implant nhưng mà sẽ dùng 4 implant với cái mantia mình với cái trụ cylinder nâng đỡ cái máng hướng dẫn phẫu thuật tiến đổi thành cái phục hình tạm tức thì. Phục hình này nó làm bằng nhựa PMMA nên là chú có thể ăn nhai được, cái chức năng ăn nhai bình thường cũng như giải quyết được cái tính thẩm mỹ. Và sau 3 tháng nữa thì sẽ dùng cái tay ngọn lý hương, dùng cái răng sớm ạ. Cảm ơn chú rất nhiều, chú tăng được, chú tăng đi.